Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở, trọng tâm là công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện tại các địa phương. Thành công từ hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản vừa được Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức. Những vấn đề cần quan tâm nhìn từ kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, trong các ngày 12 và 13 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên một số gia đình chính sách tại huyện Văn Bàn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Trung ương, của tỉnh ủy và việc thí điểm ghép các chức danh không chuyên trách tại cơ sở. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Chiều ngày 12 tháng 7, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Minh Lương. Đợt mưa lũ vào cuối tháng 6 vừa qua đã khiến cho tại đây có 2-3 ngôi nhà bị hư hại, hơn 95 hecta lúa, ngô, rau màu bị vùi lấp, gây ngập nước tại các xã Dương Quỳ, Nậm Xé, Minh Lương, Hòa Mạc và xã Văn Sơn. 4 công trình thủy điện là thủy điện Minh Lương Thượng, Nậm Khóa 3, Nậm Khắt, Nậm Tu Trên bị hư hại, ước tính tổng thiệt hại khoảng 43,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này, xã Minh Lương đã cơ bản khắc phục xong hậu quả của đợt mưa lũ. Người dân đang xuống đồng sản xuất vụ mùa mới, một số thiệt hại lớn sẽ tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, chỉ đạo chính quyền địa phương cùng nhân dân tích cực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian sớm nhất, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, trở lại lao động sản xuất bình thường. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên lãnh đạo và công nhân nhà máy thủy điện Nậm Khóa 3, xã Nậm Xé, đơn vị bị thiệt hại lớn trong đợt thiên tai vừa qua. Sáng ngày 13 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Nậm Chày. Trước khi bước vào làm việc, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vư Thị Ly, là mẹ liệt sĩ Giàng A Páo, hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 3 năm 1979. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà và ân cần thăm hỏi động viên gia đình mẹ tiếp tục phát huy truyền thống là tấm gương sáng để con cháu, cộng đồng dân cư noi theo. Theo báo cáo tại cuộc làm việc, thì xã Nậm Chày là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Văn Bàn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm khoảng 5-6% số hộ, diện cận nghèo cũng còn trên 16%. 6 tháng đầu năm 2018, việc triển khai sản xuất vụ xuân của xã cơ bản đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác trồng, bảo vệ, phát triển rừng được triển khai tích cực. Một số mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với trồng rừng đang được triển khai. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hiện mới chỉ đạt 4 trên 19 tiêu chí. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được quan tâm đẩy mạnh. Việc thực hiện ghép các chức danh ở thôn bản đang đi vào nền nếp và bước đầu phát huy hiệu quả. Nội dung chất lượng của các cuộc sinh hoạt ở chi bộ đang dần được đổi mới. Tại cuộc làm việc, xã Nậm Chày kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương để làm đường giao thông, đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ địa phương trong thực hiện cai nghiện cho một số đối tượng trên địa bàn, hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện các mô hình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ chính quyền xã Nậm Chày cần chú trọng đến việc xây dựng phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, quan tâm phát huy hiệu quả công tác tuyên vận, cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, vì tỷ lệ này hiện còn ở mức quá cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Văn Bàn cần có kế hoạch giải pháp phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh ủy và cấp ủy chính quyền xã Nậm Chày để thực hiện cai nghiện cho 190 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã. Trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga yêu cầu cấp ủy chính quyền xã Nậm Chày phải năng động, sáng tạo trong việc lựa chọn hướng đi để khai thác tốt nhất những tiềm năng thế mạnh của địa phương, giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bộ Công Thương vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức thành công hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Thứ trưởng Bộ Công Thương,
đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các địa phương và ngành công thương của 14 tỉnh, thành phố, cùng gần 100 doanh nghiệp Việt Nam. Về phía đoàn đại biểu Trung Quốc có bà Hoàng San, Tuần Thị Viên, Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ông Lý Ý Cương, Phó Châu trưởng Chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam và 57 doanh nghiệp đến từ nước bạn Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác này không ngừng được chính phủ và nhân dân hai nước chung tay vun đắp, củng cố và phát triển, đảm bảo hai bên cùng có lợi. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc từ năm 2008 đến nay là động lực thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế, thương mại. Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, tỉnh Lào Cai đã và đang là cầu nối, là cửa ngõ của Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, đồng thời là một trong những trung tâm của hành lang Bắc Nam trong hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng. Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thứ ba với thị trường Trung Quốc. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức cao. Trong đó, các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu đang chiếm giá trị ngày càng cao trong tổng kim ngạch. Cụ thể, năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Lào Cai đạt trên 1,8 tỷ đô la, thì hàng nông sản, trái cây, thủy sản đạt trên 280 triệu đô. 6 tháng đầu năm nay, mặt hàng này được xuất khẩu với lượng tăng vọt, đã đạt trên 306 triệu đô la. Để có được kết quả này, tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã triển khai rất nhiều các giải pháp hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu nông thủy sản. Thì chúng tôi còn đặt ra một cái mục tiêu, đó là gì? Đó là thành lập những cái nhóm kỹ thuật để trao đổi về những cái vấn đề cụ thể. Ví dụ chẳng hạn như là cửa khẩu, vấn đề hải quan, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề thông tin thị trường, vân vân. Để chia ra làm những cái nhóm này và để làm sao đó là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai phía có thể là tăng trưởng cũng như là phát triển thương mại, nông sản và thủy sản. Thông biên giới. Hoạt động xúc tiến thương mại lần này là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được thông tin về thị trường Trung Quốc và cơ chế chính sách xuất nhập khẩu hàng nông sản, trái cây và thủy hải sản. Qua đó tìm kiếm bạn hàng, đối tác, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, phát triển thị trường. Chúng tôi cũng là muốn làm sao đó là thông qua cái hội nghị lần này để tìm kiếm sản phẩm và đi cái đường chính ngạch, những đối tác và có ký kết hợp đồng hẳn hoi. Và thông qua đường chính ngạch để nâng cao cái tiêu chuẩn hàng hóa sản phẩm Thanh Long và đảm bảo được chất lượng. Hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, tôi thấy các doanh nghiệp Việt Nam rất chuyên nghiệp, tích cực, nhất là mảng kinh doanh xuất nhập khẩu. Vấn đề là chính sách cũng như giao thương, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu đoàn Trung Quốc giới thiệu về cơ chế xuất nhập khẩu và các yêu cầu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Các địa phương doanh nghiệp hai bên biên giới giới thiệu các sản phẩm nông sản thế mạnh, đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất với chính quyền và các cơ quan chức năng để quá trình thực hiện xuất khẩu nông sản, thủy sản qua các cửa khẩu của Lào Cai được thuận lợi và nhanh chóng nhất. Tại hội nghị, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố của Việt Nam, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam và Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại với nội dung chính là phối hợp tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa, đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường trao đổi thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu. Trong khuôn khổ Hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản và trái cây thủy sản năm 2018, chiều ngày 12 tháng 7, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có cuộc tiếp xã giao đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam Trung Quốc do bà Hoàng San, Tuần Thị Phiên, Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai, khẳng định tỉnh luôn coi trọng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nỗ lực để thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam, khu vực ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc qua tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Tỉnh đã xây dựng nhiều kho bãi để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, từng bước hiện đại hóa các cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu quốc tế. Hai tỉnh Lào Cai, Vân Nam cũng đã thống nhất về khung hợp tác, thống nhất trình chính phủ hai bên cho phép xây dựng thêm một cây cầu kết nối huyện Bát Sát, Lào Cai với Ba Sái, Vân Nam Trung Quốc. Bà Hoàng San, Tuần Thị Viên, Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam Trung Quốc
trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Lào Cai, khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hải sản, trái cây và hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, giúp người tiêu dùng nước bạn sử dụng các sản phẩm ngon, mức giá phù hợp. Bà Hoàng San cho rằng chính những việc làm cụ thể như thế sẽ góp phần phát huy vai trò cầu nối của Lào Cai, Hà Khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản trái cây và thủy sản năm 2018 tại Lào Cai, chiều ngày 12 tháng 7, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các doanh nghiệp hai nước Việt-Trung đang có mặt tại Lào Cai để tham gia hội nghị. Đại diện các công ty doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản, trái cây, thủy hải sản của cả hai nước đã thông tin cho nhau về tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu của công ty doanh nghiệp mình, qua đó tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, xúc tiến giao thương trong thời gian tới. Theo đại diện của các công ty doanh nghiệp tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thì Vân Nam là thị trường tiêu thụ các loại hàng nông sản, trái cây, thủy hải sản lớn. Phía bạn có một lượng lớn các công ty doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này. Loại hình hoạt động đa dạng, từ chế biến, sản xuất theo dây chuyền đến kinh doanh trên mạng Internet, cung cấp các loại hoa quả, rau, thủy hải sản đi khắp cả nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Phía doanh nghiệp nước bạn cần nguồn nguyên liệu đầu vào đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, họ mong muốn tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định từ phía Việt Nam. Tại hội nghị gặp gỡ trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, đã có nhiều ý kiến chia sẻ thông tin được đưa ra để doanh nghiệp hai bên cùng nắm bắt nhu cầu, cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Trong chương trình làm việc tại tỉnh Lào Cai, ngày 12 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nam làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Sapa và Bát Sát. Tại huyện Sapa, đoàn đã khảo sát thực tế mô hình trồng nấm linh chi, cà chua và hoa ly tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xí nghiệp Nông Liên Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thanh Nam đánh giá cao tính sáng tạo và hiệu quả của mô hình này, bởi đã khai thác được những lợi thế riêng biệt về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, đồng thời tạo ra hiện thực trực quan để người nông dân địa phương có thể tham khảo vận dụng. Tại huyện Bát Sát, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp đi khảo sát mô hình nuôi cá nước lạnh tại xã Dền Sáng, thăm mô hình trồng lê tai nung, đương quy và trồng rau trái vụ tại xã Y Tý, khảo sát việc xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch gắn với chương trình mỗi làng, mỗi xã một sản phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đánh giá cao hiệu quả của các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một phần công nghệ cao trên địa bàn. Đề nghị huyện Bát Sát và ngành nông nghiệp Lào Cai cần nghiên cứu, tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho bà con nông dân, góp phần nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Chuyến khảo sát lần này của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch, trong đó chú trọng hỗ trợ phát triển du lịch làng bản dựa trên giá trị văn hóa truyền thống và các sản phẩm bản địa, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh vừa có chuyến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và quản lý vận hành hồ chứa an toàn thủy đập mùa mưa bão. Trọng tâm là việc xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án an toàn hồ đập, vùng hạ du và quy trình vận hành hồ chứa tại một số nhà máy thủy điện trên địa bàn hai huyện Bảo Thắng và Sapa. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại nhà máy thủy điện của 6 công ty là Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pan 2, Công ty Cổ phần Điện Vitracimex Lào Cai, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy điện Hồng Ngọc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy điện Sapa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Điện lực Việt Trung. Hiện trên địa bàn tỉnh có 45 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động với tổng công suất 776 MW. Đa số nhà máy thủy điện nằm theo thế bậc thang liên hoàn, do đó việc phối hợp giữa các nhà máy và giữa các nhà máy với địa phương trong việc đảm bảo an toàn hồ đập đang được đặt ra một cách cấp bách. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Sapa, Bảo Thắng cùng đơn vị chủ quản các nhà máy thủy điện đã dành nhiều thời gian để thảo luận, nêu lên những khó khăn trong công tác phòng chống lụt bão và công tác quản lý, vận hành hồ chứa, an toàn thủy đập mùa mưa bão. Hiện nay đang thiếu sự phối hợp giữa một số đơn vị thủy điện với chính quyền địa phương. Có đơn vị thủy điện vẫn chưa gửi phương án phòng chống bão lũ cho huyện. Quy chế phối hợp với các địa phương còn yếu, nhiều đơn vị thủy điện vẫn chưa coi trọng vấn đề này. Thiếu sự điều tiết chung, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đây là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng, nên giao trực tiếp cho một đơn vị thường trực để quản lý,
Cùng với đó, việc quan trắc địa chất hàng năm không được thực hiện thường xuyên để đánh giá chi tiết an toàn hồ đập, dẫn đến việc đánh giá an toàn sẽ không được toàn diện. Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà máy thủy điện triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, tiếp tục thực hiện tốt công tác vận hành hồ chứa, an toàn đập theo đúng quy trình, quy định, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vận hành xả lũ theo đúng quy định, thực hiện thông tin kịp thời cho người dân, nhất là trong mùa mưa lũ, phối hợp làm tốt công tác cảnh báo, thông báo lũ, xả lũ, công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tổ chức tuyên truyền dành cho nhân dân về việc sử dụng lòng hồ an toàn theo quy định. Ban Chỉ đạo Ứng dụng Phát triển Công nghệ Thông tin và Hội đồng Biên tập Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018. Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin, thì trong 6 tháng đầu năm 2018, các văn bản chỉ đạo điều hành ở lĩnh vực này được ban hành kịp thời. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được duy trì, hệ thống thông tin dùng chung được sử dụng hiệu quả, số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện so với năm 2017. 100% các cơ quan nhà nước được cấp hộp thư điện tử của tỉnh và triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tích hợp chữ ký số và phần mềm quản lý dịch vụ hành chính công. Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện đạt hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm nay đã thực hiện được trên 32.000 hồ sơ các loại. Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh được thực hiện đảm bảo tiến độ, đã kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước. Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính phủ điện tử năm 2017, tỉnh Lào Cai xếp thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố, trong đó nhiều chỉ số thành phần có sự tăng cao so với năm 2016. Đối với cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã thu hút được trên 4,4 triệu lượt truy cập, lũy kế đạt trên 30 triệu lượt truy cập. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có sự chuyển biến tích cực trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018, hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp trên 10.000 tin bài và bộ thông tin cơ sở dữ liệu, tăng gần 1.000 tin bài và bộ cơ sở dữ liệu so với cùng kỳ năm 2017. Hoàn thành đưa vào hoạt động fanpage của ủy ban nhân dân tỉnh trên mạng xã hội Facebook đạt hiệu quả cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin ở các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đồng thời chia sẻ những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp cơ sở. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định Lào Cai sẽ triển khai chính quyền điện tử theo nguyên tắc nhất quán là thuê dịch vụ công nghệ thông tin và chỉ thuê dịch vụ của các doanh nghiệp lớn. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương cần quan tâm đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Đặc biệt, việc sử dụng phần mềm chuyên ngành cần quan tâm đến yêu cầu kết nối liên thông với các phần mềm khác khi có yêu cầu. Quan tâm thực hiện có hiệu quả đề án đô thị thông minh, đẩy mạnh việc cung cấp tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên hệ thống dịch vụ hành chính công và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh. Duy trì tốt fanpage của Ủy ban nhân dân tỉnh trên mạng xã hội Facebook để đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, khai thác thông tin, ứng dụng các phần mềm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã công bố kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Mặc dù được đánh giá là khá thành công, nhưng từ kết quả của kỳ thi này vẫn còn nhiều vấn đề mà ngành giáo dục Lào Cai cần rút kinh nghiệm. Qua tổng hợp sơ bộ ban đầu, số thí sinh dự thi xét tốt nghiệp, không tính học sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học, thì tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của Lào Cai năm 2018 đạt khá cao, 98,39%. Trong đó, giáo dục trung học phổ thông đạt 98,83%, giáo dục thường xuyên đạt 94,16%. Tỷ lệ này tăng 1,36% so với năm 2017 và cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Sau một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, kỳ thi này là đáng phấn khởi. Nhiều trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Năm nay rất là đáng mừng là trong 42 trường có học sinh dự thi thì có 17 trường là cái tỷ lệ tốt nghiệp của các em học sinh đã đạt được 100%. Thì trong đó thì có nhiều trường ở vùng cao, đặc biệt là những cái trường dân tộc nội trú như là trường dân tộc nội trú Sapa, trường dân tộc nội trú Mường Khương, trường dân tộc nội trú Bắc Hà, trường dân tộc nội trú Simacai, rồi Văn Bàn,
đều đạt được cái kết quả tốt nghiệp là 100%. Thế và cũng có một số trường trung học phổ thông như là trung học phổ thông số 1 Mường Khương, rồi trung học phổ thông Văn Bàn thì cũng đạt được cái kết quả là tất cả các em học sinh đều tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi xem xét điểm cụ thể của từng môn thi thì còn rất nhiều vấn đề đáng bàn. Nhiều môn thi, điểm thi của các thí sinh đạt rất thấp. Cụ thể như môn toán, chỉ có 2.736 trên tổng số 6.187 thí sinh dự thi đạt điểm 5 trở lên, chiếm khoảng 38%. Môn thi lịch sử, chỉ có 21% thí sinh dự thi đạt điểm trên trung bình. Đặc biệt, bài thi môn tiếng Anh chỉ có trên 9% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, tức là 91% số thí sinh dự thi môn này có điểm dưới trung bình, thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Câu hỏi về chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục địa phương rất cần phải được đặt ra. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta thấy rõ là hạn chế của mình. Thế và trong cái hạn chế này thì chủ yếu những em học sinh ở các huyện vùng cao, ở các cái trường vùng cao là cái tỷ lệ đạt được trung bình, điểm trung bình của môn tiếng Anh là còn thấp. Thế và thực sự mà nói là đội ngũ giáo viên tiếng Anh của chúng ta thì cũng cần phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Chúng ta cần phải rất là nỗ lực trong cái đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và ngoại ngữ. Trong đó thì nâng cao trình độ của giáo viên ngoại ngữ, rồi cái sự đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên là một yếu tố hết sức là quan trọng để chúng ta cải thiện cái chất lượng dạy và ngoại ngữ của Lào Cai của chúng ta. Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt cao nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn, đặc biệt là về chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong các nhà trường. Đây sẽ là những vấn đề mà ngành giáo dục Lào Cai cần có sự điều chỉnh trong cả quá trình dạy học và ôn luyện cho học sinh để cải thiện kết quả học tập cũng như kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia những năm sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.